Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 7, dựa trên đoạn tin mừng về người Samari nhân hậu, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của lòng thương xót và Ngài mời gọi các tín hữu hãy trở nên môn đệ của Chúa qua việc yêu thương tha nhân, vì yêu tha nhân là yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu đừng để mình bị sự vô cảm, ích kỷ, lôi kéo. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay tin mừng thuật lại với chúng ta dụ ngôn nổi tiếng về người Samari nhân hậu. Được một tiến sĩ luật hỏi về điều cần thiết phải làm để được hưởng sự sống đời đời, Chúa Giêsu đã mời ông ta tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Tuy nhiên, có những cách giải thích khác nhau về việc ai được xem là người thân cận. Thật sự là người đó còn hỏi, và ai là người thân cận của tôi? Về điểm này, Chúa Giêsu trả lời bằng một dụ ngôn rất đẹp. Tôi mời gọi anh chị em hôm nay cầm sách tin mừng Thánh Luca và đọc dụ ngôn ở chương 10 từ câu 25. Là một trong những dụ ngôn hay nhất. Dụ ngôn này đã trở thành mô thức cho đời sống Kitô hữu và thành gương mẫu cho cách hành xử của một Kitô hữu. Nhờ Thánh sử Luca, chúng ta có được kho báu này. Nhân vật chính trong trình thuật ngắn là một người xứ Samari. Trên đường đi, ông đã gặp một người bị những tên cướp cướp của và đánh đập. Chúng ta biết rằng người Do Thái khinh khi người Samari, xem họ là dân ngoại bang so với dân tộc được tuyển chọn. Do đó, không phải tình cờ mà Chúa Giêsu đã chọn chính người Samari như nhân vật chính diện của dụ ngôn. Bằng cách này, Chúa muốn vượt qua định kiến, chỉ cho chúng ta thấy rằng ngay cả một người dân ngoại, ngay cả một người không biết đến Thiên Chúa thật và không đến đền thờ, có thể hành xử theo ý Chúa khi bày tỏ lòng xót thương đối với người anh em khốn khổ và cứ giúp anh ta với tất cả điều kiện mà ông có thể. Trên con đường ấy, trước người Samari, đã có một tư tế và một thầy Lê-vi đi ngang qua. Họ nhìn thấy con người đáng thương nằm trên đất. Họ đã đi ngang qua mà không dừng lại. Có thể là để không bị ô uế bởi máu của người bị nạn. Họ đã đặt luật con người bị trói buộc bởi nghi lễ lên trên trước giới răn quan trọng của Chúa, là giới răn muốn lòng thương xót trước hết. Do đó, Chúa Giêsu đã xem người Samari, một người không có đức tin, như là gương mẫu. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến rất nhiều người mà chúng ta biết họ làm điều tốt. Chúa Giêsu đã chọn một người không có đức tin để làm gương mẫu. Người này, khi yêu thương anh em như chính mình, chứng tỏ mình yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và sức lực, và đồng thời vừa diễn tả tinh thần tôn giáo thật sự, vừa diễn tả tấm lòng hết sức nhân đạo. Sau khi đã kể dụ ngôn rất hay này, Chúa Giêsu lại hướng về vị tiến sĩ luật đã hỏi Chúa, ai là người thân cận của tôi, và nói với ông, vậy, theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Bằng cách này, Chúa đã đảo lộn câu hỏi của người hỏi và cũng là đảo lộn lối lý luận của tất cả chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu rằng không phải chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn của chúng ta định nghĩa ai là người thân cận và ai không phải. Nhưng chính người ở trong hoàn cảnh hoạn nạn là người có thể nhận biết ai là người thân cận của mình. Nghĩa là người có lòng thương xót với mình. Có khả năng thương xót, đây là chìa khóa. Nếu bạn đứng trước một người hoạn nạn mà bạn không có lòng thương xót, nếu trái tim bạn không rung động, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Bạn hãy chú ý, chúng ta phải chú ý. Đừng để chúng ta bị sự vô cảm, ích kỷ, lôi kéo. Khả năng thương xót trở thành hòn đá thử vàng của Kitô hữu, đó là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha đối với chúng ta. Nếu bạn đi xuống phố và thấy một người đàn ông vô gia cư đang nằm đó, bạn đi qua mà không hề nhìn anh ta, hoặc có lẽ bạn nghĩ, chà, tác dụng của rượu, một tên say rượu. Đừng tự hỏi mình xem người đàn ông đó có say không.
Hãy tự hỏi xem trái tim bạn có bị chai cứng không? Trái tim bạn có trở thành băng giá không? Kết luận này chứng tỏ rằng lòng thương xót đối với cuộc sống con người đang khốn khổ là gương mặt thật sự của tình yêu. Và như thế, họ trở thành các môn đệ thật sự của Chúa Giêsu và tỏ bày gương mặt của Chúa Cha. Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con là đấng thương xót. Thiên Chúa Cha của chúng ta có lòng thương xót bởi vì Người cảm thương, Người có khả năng thương xót đến gần với nỗi đau của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, tính xấu và sự khốn cùng của chúng ta. Xin Đức Maria giúp chúng ta hiểu và nhất là luôn sống hơn nữa mối liên kết không thể phá vỡ giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa, Cha của chúng ta và tình yêu cụ thể và quảng đại đối với anh em của chúng ta. Và xin Người ban cho chúng ta có lòng thương xót và lớn lên trong sự cảm thương. Với ý nguyện này, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi, secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et os nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với nhân dân Venezuela, đặc biệt là họ đang chịu cuộc khủng hoảng gia giảng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn và soi sáng các phe liên quan để họ có thể sớm đi đến một thỏa thuận, chấm dứt việc gây đau khổ cho dân chúng vì thiện ích của đất nước và của toàn vùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào người dân Roma, các khách hành hương của Ý và các quốc gia khác. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ thuộc giáo phận Pamplona và Tudela, những người tham dự khóa huấn luyện do Hiệp hội Reunio Christi tổ chức, các nữ tu dòng Thánh Gia Nazareth đang tiến hành tổng hội, các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức của Bolgare, giáo phận Bergamo. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Ba Lan tham dự cuộc hành hương thường niên của Radio Maria ở đền Thánh Czestochowa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc các tín hữu Chúa Nhật tốt lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.